Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt, hệ thống bán lẻ Survey, phụ kiện Microsoft chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Cuối năm 2021, Microsoft đã chính thức ra mắt Survey Laptop Studio với thiết kế kiểu dáng mới lạ cùng nhiều chế độ sử dụng khác nhau. Hãy cùng Survey Việt tìm hiểu kỹ hơn về thiết bị này cũng như các phiên bản cấu hình của Survey Laptop Studio để xem phiên bản nào phù hợp với bạn nhất nhé. Đầu tiên là về thiết kế. Được coi là sản phẩm kế nhiệm Surface Book trước đây, nhưng Surface Laptop Studio đã thay đổi ngoại hình rất nhiều. Thiết kế đặc trưng của dòng Surface Book chính là khả năng tháo rời bàn phím để dùng như một chiếc tablet đã không còn trên Surface Laptop Studio nữa. Với tên gọi mới và thiết kế mới, Microsoft định hướng sản phẩm mới là laptop đa năng chứ không phải là máy tính lai 2-in-1 nữa. Điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn của Laptop Studio là phần bản lề cho phép thay đổi biên độ của màn hình và chuyển đổi giữa nhiều chế độ khác nhau. Surface Laptop Studio có 3 chế độ sử dụng: chế độ laptop tiêu chuẩn, chế độ trình diễn Stage Mode thích hợp khi thuyết trình hoặc chơi game và chế độ Studio Mode gặp lại hoàn toàn như máy tính bảng. Stage Mode và Studio Mode đều phù hợp cho người dùng sáng tạo thao tác với bút Surface Pen và màn hình cảm ứng. Cách thức không mới khi Acer lần đầu tiên thử nghiệm nó với Aspire R7 vào năm 2013, Vio vào năm 2014 và Vio Duo 13 HP với Spectral Folio 2018 hay mới đây hơn là Spectral Folio Concept D Excel. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chi tiết thiết kế của Laptop Studio hoàn thiện, cao cấp và đậm nét Surface hơn. Phần màn hình Surface Laptop Studio khá tiêu chuẩn với kích thước 14,4 inch, tấm nền Pixel Sense, độ phân giải 2400 x 1600 pixel, đạt mật độ điểm ảnh 201 ppi. Thông số này có phần thua thiệt hơn so với Surface Book trước đây ở cả hai kích thước màn hình, nhưng điểm ấn tượng là tần số quét của máy đã lên tới 120Hz, tương tự Surface Pro 8. Phần viền màn hình cũng được thu gọn lại theo xu hướng thiết kế hiện đại ngày nay. Surface Laptop Studio cũng có độ chính xác màu sắc tốt hơn bất kỳ sản phẩm Surface di động nào cho đến thời điểm hiện tại, đáp ứng đúng đối tượng khách hàng mà hãng nhắm tới. Màn hình của máy đạt 100% sRGB, 81% Adobe RGB và 88% DCI P3, cải tiến lớn với 97% sRGB, 72% Adobe RGB và 72% DCI P3 của Surface Book 3. Những người dùng sáng tạo chắc chắn sẽ hài lòng về sản phẩm mới của nhà Microsoft. Giống như các sản phẩm của nhà Surface, máy có tỷ lệ màn hình 3:2 cao thay vì 16:9 hoặc là 16:10. Tỷ lệ này giúp máy có lợi thế hiển thị trong công việc nhiều hơn là giải trí. Về khả năng kết nối, Surface Laptop Studio có 2 cổng USB 4.0 hỗ trợ công nghệ Thunderbolt 4, một cổng Surface Connect chuyên dụng. Thiết bị tiếp bước Surface Pro 8 khi được trang bị kết nối Thunderbolt 4 thời thượng với khả năng mở rộng vô cùng đa dạng, đặc biệt là cắm thêm eGPU để tăng năng lực xử lý đồ họa của thiết bị, phục vụ các công việc studio một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Về mặt cấu hình bên trong, chiếc máy này chắc hẳn không làm người dùng thất vọng. Microsoft công bố đây là thiết bị di động mạnh mẽ nhất mà hãng từng tung ra. Bên trong máy được trang bị vi xử lý Intel Core i5 hoặc i7 thế hệ 11, dung lượng RAM 16 hoặc 32GB, cùng tùy chọn bộ nhớ SSD tối đa lên đến 2TB. Phiên bản laptop Core i5 sẽ dùng GPU tích hợp Intel Iris Xe, trong khi đó bản Core i7 thì còn đi kèm một GPU rời NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Cụ thể, máy có 5 cấu hình để khách hàng lựa chọn như sau: Intel Core i5 11300H và Core i7 11370H có mức TDP 45W và chúng mạnh mẽ hơn Intel Core i7 1065G7 thế hệ thứ 10 được sử dụng trong Surface Book 3. Trong bài test đo hiệu suất đơn thuần của CPU với Sidebench 23 không bao gồm GPU, thiết bị đạt hiệu suất đơn nhân 1500 và đa nhân 5491, cao hơn tất cả Surface như Pro 8, Laptop 4, Book 3 của chính Microsoft. Trong PC Mac 10 đo hiệu suất tổng thể của cả CPU và GPU khi chỉnh sửa hình ảnh và video, Surface Laptop Studio cũng tỏ ra vượt trội với kết quả 5746 điểm, cao hơn HP Envy 14 Dell XPS 13 9310 và tiệm cận các dòng gaming laptop như Razer Blade 15 2021. Microsoft nhắm Surface Laptop Studio tới các đối tượng khách hàng rất rõ ràng. Nó dành cho những người làm việc với dữ liệu, kỹ sư, nhà thiết kế, nhà khoa học, người sáng tạo và nhà phát triển.
những người cần một phần cứng chuyên nghiệp, cấu hình với Core i5, không có GPU, NVDA, dành cho những nhà sáng tạo nội dung xã hội, những người không có nhu cầu quá cao về đồ họa mà cần một thiết bị linh hoạt để làm việc ở mọi lúc, mọi nơi. Trong khi đó, cấu hình cao nhất với Core i7 và GPU RTX 3050 Ti lại rất phù hợp với những người cần chỉnh sửa hình ảnh, render video ở mức chuyên nghiệp. Nhìn chung, nhờ thiết kế độc đáo mà Surface Laptop Studio làm được, tất cả những thứ mà Surface Book, Surface Pro, Surface Studio phải kết hợp lại với nhau mới có thể làm được. Nó cũng có cấu hình đủ mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu khác nhau của nhiều đối tượng người dùng. Vậy còn bạn thì sao? Bạn thấy cấu hình nào của Surface Laptop Studio phù hợp với nhu cầu của bản thân mình? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận của video này nhé! Còn nếu bạn cảm thấy thích thú và muốn sở hữu thiết bị độc đáo này, hãy đến ngay các cửa hàng của Surface Việt để trải nghiệm và xuống tiền luôn nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!